Đâu được nữa xem nào. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bé ăn quả ổi này. Nào, ngồi xịt xuống Moon nào. Xịt xuống, xịt xuống, xịt xuống, xịt xuống. Gì? Ừ? Làm sao? Sky ngồi xuống ghế nào. Ừ. Moon ơi, Moon ngồi quay lại nào, xoay lại nào. Cho con em trước, con em nó cũng nó háu ăn. Ừ. Moon ơi, Moon ơi, Moon ơi, Moon ơi. Ừ. Ăn đi. Rồi. Gì đấy. ถั่วลังหางคือSky ngồi ghế quay đằng trước à các hai người nhỉ, say đằng trước nào Sky rồi, say nào ngồi chuyện gì đấy. Xoay mặt đằng trước, xoay mặt ra đằng trước ấy kìa, ok, xoay mặt ra đằng trước ấy. Ôi này gì thế, còn ruồi hả? Úi rồi túm một cái mạnh thế. Ngồi nghiêm túc lắm. Thôi, ăn quả ổi nhá. Được rồi. Làm nụ thế được rồi. Thôi lên ghế ngồi nhé. Ui giời, đang còn ực. Hả? Làm gì? Hả? Thế có bé nữa không? Có bé không? Hả? Nhanh, bé nào? Bé Moon nào? Moon này. Moon này. Moon này. Hả? Moon này. Muốn làm sao hả? Muốn này. Muốn này. Làm này xem cái răng của Moon này. Moon đã thay 2 răng rồi nhỉ. Muốn này. Sky về ghế ngồi nào. Ngồi ghế. Ngồi ghế nào. Nè. Cả này phải ăn đấy. Chơi nữa thôi. Muốn đứng lên nào. Hả? Muốn đứng lên nào, đến ghế kìa, nằm làm cái kiểu gì ấy. Hả? Ngồi dậy nào, đứng lên, ngồi dậy, ngồi ghế. Sky này cứ làm bu để bấy ấy. Đứng lên nào, muốn đứng thẳng lên nào, đứng thẳng mẹ xem nào. Chả con gái thế chứ nhỉ.